Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo trong chương trình Marketing bán lẻ và bán lẻ thời trang by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, rất vui được chia sẻ với các anh chị bài học ngày hôm nay. Đó là các quy trình bán hàng. Và bài học số 8 ngày hôm nay thì tôi nói về cái quy trình bán hàng trực tuyến. Đấy, bài học số 9 tiếp theo là tôi sẽ nói về cái quy trình bán hàng tại shop. Vâng, tôi tách làm ra hai bài cho nó riêng biệt. Thế thì cái quy trình bán hàng trực tuyến nó gồm những bước như thế nào? Thì đây là một số những cái gợi ý cơ bản nhé. Chúng ta cần phải quan tâm đến là đơn bán buôn thì chúng ta giao cho ai, đơn bán lẻ chúng ta giao cho ai, đúng không ạ? Cái quy trình bao nhiêu bước, làm sao để mà kiểm soát được nhân viên của mình, đấy, làm sao phân quyền được và cách cái trả thù lao cho người lao động sao cho phù hợp mà kích thích được cái doanh số, đúng không? Ví dụ như là tôi mới tư vấn cho một anh chị sản xuất về thời trang khá lớn, thì anh chị nói là một cái khách buôn anh chị giao cho một nhân viên, những cái khách lẻ anh chị giao cho một nhân viên, và khách buôn này cũng không cần phải giao cho người nhà, cứ người bình thường, chọn những người có năng lực bình thường thôi, không có bằng đại học càng tốt. Bởi vì sao? Có bằng đại học nó còn bay nhảy chỗ này chỗ kia, không có bằng đại học là mình trả lương cao là nó sẽ làm trung thành với mình, người lao động người ta rất là thích. Rồi anh chị trả lương mà doanh số cộng với thưởng các thứ nữa là nó khoảng 10-12 triệu đối với người lao động. Như vậy rất là quý, nhất là người không có bằng đại học và làm việc rất là chăm chỉ. Đấy, anh ấy cài cho một cái điện thoại, cấp cho một cái số sim đấy của anh chị ấy, đúng không? Điện thoại của anh chị ấy, thế là chat, Zalo, Facebook, group với các khách hàng. Đấy, và anh chị có thể kiểm soát được cái việc đấy thông qua Facebook, thông qua Zalo, cài trên máy tính. Đấy, mình có thể xem được. Ý tôi là như thế. Thì đấy là một cái ví dụ để ta bắt đầu vào cái gọi là xây dựng quy trình, được chưa? Thế thì bán hàng trực tuyến, quy trình bán hàng trực tuyến nó gồm những bước như sau. Đầu tiên đấy là chúng ta sẽ tạo lập các công cụ. Ví dụ như là Facebook fanpage, Facebook profile, website, số hotline, đúng không? Zalo, các trang diễn đàn, các trang thương mại điện tử mà chúng ta mở account. Đấy. Thứ hai đấy là chúng ta sẽ post bài, đúng không? Đăng các bài viết lên. Thì chúng ta quan tâm đến hình ảnh đăng là gì, chụp chẹt ra sao, video chúng ta quay có đầu tư hay không, đấy, chỉnh sửa ảnh cho đẹp chuyên nghiệp, tạo lookbook, tạo các cái bộ sưu tập đó. Đấy, sau đó là chúng ta tạo giá, rồi tạo chương trình khuyến mại chúng ta đưa lên, viết caption, tức là viết tiêu đề đấy, làm sao cho nó câu like, câu view một chút, chất một chút, đúng không? Thể hiện được cái phong cách của mình. Đấy, chịu khó post bài, chịu khó đăng feedback, những cái phản hồi của khách hàng, đăng những cái hình ảnh sản phẩm của khách hàng mặc của mình lên. Thế rồi thì chịu khó live stream bán hàng trên Facebook, vân vân. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo. Cái bước tiếp theo là chạy quảng cáo trên Facebook, trên Zalo, trên Google AdWords hay YouTube, vân vân. Và bán hàng thời trang thì Facebook là công cụ đứng số 1 giúp cho việc bán hàng, bởi vì khả năng ngắm chọn rất là tuyệt vời, khả năng tiếp cận các khách hàng ở vùng nông thôn, các khách hàng trên toàn quốc, thậm chí là khách hàng thế giới rất là ok. Đấy, thì tôi cũng xin tiết lộ là tôi có hẳn một cái chương trình đào tạo về Facebook Business and Marketing, rất đầy đủ các cái video từng bước một, các loại hình quảng cáo, cách thức tối ưu quảng cáo, cách thức chạy quảng cáo, cách thức chốt đơn hàng, đấy, cách thức chăm sóc, cách thức remarketing, đấy, rồi thì bảo mật, rồi thì tài khoản quảng cáo vân vân. Nó cũng 6-70 cái video bài học rất là chất lượng. Thì các bạn có thể xem các bài học đấy của tôi tại đây luôn, đúng không? Tại website mà các bạn đang xem cái khóa học về bán lẻ và marketing thời trang của tôi. Vâng, thì đây nó một cái chương trình rất là tổng thể, rất là chi tiết, nên là tôi sẽ không nói lại cái chương trình này trong cái khóa học này nữa, bởi vì cái số lượng bài học nó sẽ rất là lớn, đúng không? Bước số 4 để chúng ta tiếp tục là chăm sóc fanpage, chăm sóc website, đăng bài lên, trả lời inbox, trả lời comment. Đấy, rồi thì chúng ta tư vấn cho khách hàng để chốt đơn, lấy thông tin của khách hàng, gọi điện thoại telesale, xác nhận chuyển tiền nếu có, hay là giao hàng cho ship để shipper giao. Đấy, rồi thì thực hiện các nghiệp vụ để giảm cái tỷ lệ đơn hàng hoàn xuống, đấy, kiểm tra cái rủi ro trước khi giao hàng đó, đấy, rồi thì gọi ship, đúng không? Ví dụ như là thông qua ship tìm người, người tìm ship,
thông qua những cái công ty chuyên về giao vận như là giao hàng nhanh Viettel Post, rồi VNPT, rồi thì ship pro, ship chung, ship riêng, rất nhiều các loại ship như bây giờ. Hoặc là chúng ta cũng có thể có một cái đội ngũ Grab Bike, rồi taxi, rồi xe ôm có thể chạy hàng hoặc là xe khách, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải chuẩn bị các hình thức ship cho chúng ta. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ thu tiền COD, chốt lời, chốt lãi, kiểm soát hàng hoàn, kiểm soát từng khâu chi phí, từng khâu thao tác của mình. Đấy, sau đó thì chúng ta cũng chốt sổ, chốt lời, chốt lãi, chăm sóc khách hàng sau bán, hỏi xem khách hàng đã nhận được sản phẩm chưa, có ưng không, có phản hồi gì không, vân vân và vân vân. Thế rồi chúng ta bước tiếp theo là lại tiếp tục là gì? Nhập hàng hóa mới, đúng không ạ? Rồi thì thanh lý hàng hóa cũ và tiếp tục những cái mùa vụ bán hàng. Thì tôi cũng có rất nhiều các cái học viên cũng như là các cái khách hàng tư vấn và khách hàng chạy quảng cáo về thời trang, kể cả những cái thời trang thiết kế, thời trang đầm bầu, thời trang nữ, thời trang nam, những cái thương hiệu lớn. Tôi cũng đã từng làm tư vấn nên là tôi cũng lắng nghe được những cái câu chuyện của các anh chị, thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị những cách làm của họ, đúng không? Rồi, thế thì tôi vừa trình bày ngắn gọn sơ lược cái quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng trên mạng trực tuyến nói chung về mặt thứ tự, đúng không? Chúng ta xem, chúng ta áp dụng, thế chúng ta có thể thuê hoặc là chúng ta tự làm cái việc đó. Đấy, với một cái người nhân sự làm part time thì có thể mức thủ lao 3-4 triệu là các bạn có thể kiếm được người tốt rồi, để kiểm soát và làm cái việc của chúng ta vừa làm vừa rồi, miễn là tăng trưởng doanh số tốt cho chúng ta. Ok, thế thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 9, cũng là quy trình bán hàng nhưng mà sẽ là bán hàng tại shop, thì tôi sẽ nói kỹ hơn một chút. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn.